Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh Di Động Hữu Phúc nha. Tiếp tục clip sáng nay em sẽ giới thiệu anh em một ít máy cũng rẻ rẻ thôi anh em. Nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em, để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Số điện thoại đặt máy là 0355 356 356 trên bàn có nha anh em. Quy định mua máy mình thì anh em cũng đã biết ha. Cọc trước cho mình thì cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, và những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha anh em. Tiền cọc sẽ trừ vào tiền máy lúc được nhận được hàng nha. Rồi, con máy đầu tiên trong clip sáng nay là con em Meizu M3S anh em. Đây nha, Meizu M3S. Con này là màn hình 5 inch. Nói chung máy đẹp anh em. Mặt RAM 2, 16, pin 3000. Giá 990k thôi anh em. 990k, ship sạc mình chưa bao được nha. Giá quá bèo rồi. Đó, mọi chức năng này là còn full riêng, xài ok luôn. 990.000 nè, ngoại hình đẹp tầm 97-98 vô tư nha. Rồi tiếp tục con máy thứ hai, Samsung A10 anh em. Samsung A10 ngoại hình thì vỏ có xuất sắc theo năm tháng nha anh em. Đó, giống như clip mình quay nha. Còn màn muốn thì xài rất là ok. Samsung A10. Con này màn hình 6 inch 2, RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin 3400 nha anh em. Giá tàu bay 1750. 1750 cho anh em nào gọi trước, nhanh gọn nhẹ nha. Samsung A10 máy nguyên bản, xài cũng rất là ok nha anh em. 1750 kèm sạc. Tiếp theo là con Samsung A30 anh em. Samsung A30 riêng đẹp, ngoại hình thì tầm 97. Đó, màn hình rất sáng đẹp ok luôn. Samsung A30 nha anh em. Đó, con này màn hình 6 inch 4, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4000 nha anh em. Giá 2650 kèm sạc. 2650 kèm sạc. Con này cọc trước 100.000 Viettel là mình gửi cho anh em nha. Tiền cọc trừ vào tiền máy lúc nhận hàng. Anh em tin tưởng thì chịu khoảng tháng bao ship. Còn anh em cọc tiền thì phí ship anh em chịu nha, tầm hơn 30.000. Tiếp theo một em Realme 6, máy riêng đẹp. Con này mẫu mới ra của Realme. Realme 6, RAM 4, bộ nhớ 128. Camera trước trong màn hình luôn anh em. Camera trong màn hình luôn nha. Rồi, nhìn rất là tinh tế nha anh em. Realme 6 này anh em, RAM 4, 128 này, chip loại 8 này. Màn hình 6 inch rưỡi, pin 4300. Đó, máy đẹp tầm 98, 99. Giá 3990 kèm sạc. 3990 nha anh em. Realme 6 nha, một con duy nhất cho anh em đặt trước ha. Không có nhiều máy dòng này, lâu lâu mình thu được hàng thì mình bán cho anh em giá nhanh gọn thôi. Tiếp theo clip là một em Oppo F9 nha anh em. Oppo F9, con này thì kính xước xác nhẹ, có lông mèo đấy, như đây một hai góc này nó bị trầy này. Đó, có xước xác nhẹ nha. Oppo F9 máy riêng, lưng thì có xước này đó anh em thôi. Màn hình 6 inch 3, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 3500 nha anh em. Pin 3500. Giá 2.300.000 anh em. F9 2.300.000. Kèm sạc cho anh em nha. Đó, giới thiệu nhanh gọn cho anh em thôi, không có lâu thâu tốn thời gian của anh em nha. RAM 4 64. Giá 2.300.000, Oppo F9, máy nguyên bản, có trầy xước nhẹ. Đánh giá tầm 95-96. Đó, có sao thì quay lại cho nó chính xác cho anh em, khỏi phải lăn tay ha. Tiếp theo là con em Samsung Oppo A71. Con này vỏ xuất sắc, riêng chưa thay. Kính thì đẹp, kính đẹp và lông mèo cực nhẹ luôn, chuột chứ không phải mèo nữa. A71 màu đen Oppo, màn hình 5 inch 2, RAM 3, bộ nhớ 16, pin 3000 nha anh em. Pin 3000. Pin 3000. Và giá ra đi cho anh em là 1.100.000 nha, kèm sạc. 1.100.000 cho em Oppo A71 nha, kèm sạc cho anh em nha. Máy thì kính ok luôn, lưng thì có xước xác nhẹ, ok nha. Tiếp theo clip là mình có một em iPad 3 vẫn còn nha anh em, về lại ra cứ về vài cây em bán dần dần cho anh em thôi. Vỏ thì xước xác nhẹ nhẹ. Đó, iPad 3 cái này kèo giống hải trời anh em, kèo nha. Đó, máy thì ngoại hình cũng còn ok luôn. iPad 3 bản wifi 16GB, Xài cũng rất là ok anh em, giải trí thì ok rồi. Còn dòng iPad 3 này anh em biết xài rất là sướng nha. iPad 2 mình cũng có nha anh em. iPad 2 thì giá 1450. iPad 3 con này thì để anh em giá 1770. 1770 cho iPad 3 nha. iPad 4 y chang này vẫn còn luôn. Giá của nó là 2390. Đó, mình có 3 dòng iPad 2, 3, 4. Anh em nào thích con nào thì alo nha. Trong quá trình alo anh em có nhớ nói là mua iPad 3, iPad 2 hay iPad 4 nha, em biết nha. Bao da thì 120.000. Anh em nào mua bao da thì cứ alo. Thì có mua thêm bao da để mình biết mình gửi luôn hai anh em. Đỡ tốn tiền ship, lạch vạch mất công. Đó, đó là dòng iPad, anh em nào thích cứ alo nha. Tiếp đến là em Wheeler mới có, đẹp 99 mấy. Nói chung là quá ok luôn, mới okay. Này, đẩy nắp lại cho anh em, mình mới thấy ra. Máy Wheeler, con này là màn hình 5,5 inch, RAM 1 bộ nhớ 8, pin 3000. Đó. Cấu hình thì nói chung là vừa phải thôi, anh em chỉ xem YouTube nhẹ nhẹ thôi, không có gì là quá mạnh nha. Giá 750k, kèm sạc cho anh em nha. 750k cho em Wheeler, máy cực đẹp luôn. Đó. Ok nha, 750 thôi. Anh em thích máy gì thì nói. Một em Oppo F7 nha anh em. Oppo F7 máy riêng đẹp, kính thì đã dán cường lực đẹp keng, không có vết trầy. Đây là miếng keo dính này. Còn ở sau thì lưng thì có trắc benzen nha anh em, có trắc benzen gì vậy, mình bỏ cái ốp lưng luôn cho anh em vô xài thoải mái luôn, khỏi lăn tăn ha. Oppo F7 màn hình 6,23, RAM 4 bộ nhớ 64, pin con này 3400 nha anh em, pin 3400. Đó, F7 RAM 464, cấu hình cũng rất là mạnh nha anh em. Giá 2.200.000 nha anh em, 2.200.000 kèm sạc cho anh em nha. F7 Oppo 2.200.000, xả nhanh luôn nha anh em luôn, toàn là mấy giá rẻ thôi anh em. Tiếp theo là một em Samsung Z2 Pro, con này là màu xanh nhạt nhạt. Z2 Pro vỏ đẹp, kính cũng có rất ok anh em. Màn hình 5 inch nha, RAM 1,5 GB, bộ nhớ 16, pin con này là 2600 nha anh em, pin 2600. Giá tí ngựa luôn anh em, 990k kèm sạc cho anh em nha. 990k là anh em sở hữu ngay em G2 Pro, xả luôn cho anh em cho nhanh gọn. 990k. Đó, ok nha, kèm sạc cho anh em đầy đủ. Em Tab A6 đây vẫn còn này, anh em thích thì alo cho mình nha. Tab A6. Đó. Vỏ thì cái kính này anh em biết rồi, keng như mới, nên là mua nhanh để xem YouTube này, không vứt trầy luôn. Đó, xài rất là sướng con này. Tab A6 giá ra đi 1,3 triệu kèm sạc, 1,3 triệu nhanh gọn cho anh em nha, kèm sạc nha. Tab A6 chỉ một con duy nhất. Rồi tiếp theo là mình còn một con Samsung A50 này anh em, A50s Samsung, máy đẹp keng, tầm 98-99 nha. Đó, mấy người này anh em cứ xem sơ qua đi, nguyên riêng đẹp keng sờ luôn. Samsung A50s siêu phẩm, con này màn hình 6,4 inch, RAM 4 bộ nhớ 64, pin 4000 anh em, pin là 4000. Máy thì nói chung là đẹp long lanh cành đào luôn, không có xuất sắc gì quá nhiều anh em, nói chung là cực đẹp. Máy mới máy cũ mà xài như thế này thì mình thực sự anh em máy mới chứ không phải là cũ kỹ gì nữa anh em. Anh em mua cái máy về xài thực sự một tuần 10 ngày là nó có khi cũng sướng hơn cái máy này nữa, nếu anh em là không giữ gìn nha. Còn lại là anh em cái cậu trước này cũng xài cũng giữ gìn kinh thật, cái máy không có sướng luôn, quá là ok. A50s con này để anh em giá của nó là 3,6 triệu nha, 3,6 triệu kèm sạc cho anh em đầy đủ, sạc nhanh đầy đủ nha anh em, con này có sạc nhanh nha. A3 A50s một máy duy nhất. Rất đẹp anh em. Rồi, tiếp theo thì mình còn mấy gì nữa không ha? Tiếp theo cho em là con Xiaomi Redmi Note 3 nè. Redmi Note 3, một con duy nhất nha. Vỏ sao có xuất sắc theo năm tháng. Kính thì còn đẹp. Đó, vỏ có xuất sắc như thế này nha anh em. Kính thì quá ok ha. Redmi Note 3, con này màn hình 5,5 inch, RAM 3 bộ nhớ 32. Pin là 4001 nha anh em. Pin 4001 cũng trâu bò nha. Redmi Note 3 để anh em giá 1.1 triệu kèm sạc. Giá 1.1 triệu nha. Rồi, clip này mình xin tạm dừng tại đây. Em Redmi Note 3 cũng đã kết thúc clip sáng hôm nay. Thân ái chào anh em nha. Anh em chưa đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký cho anh em để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình nha. Thân ái chào cả nhà và chúc anh em có buổi sáng làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc nha.